Sổ tay mùa vọng năm 2020. Thứ hai ngày 30 tháng 11, Thánh Andre Tử Đạo. Các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Matthew chương 4 câu 22. Đức tin làm cho chúng ta rời khỏi nền văn minh của chúng ta để đặt chúng ta vào tư thế nghe ngóng Thiên Chúa cách trực tiếp, và điều này luôn đưa chúng ta ít nhiều vào trong sa mạc. Đức tin làm cho chúng ta rời khỏi tất cả những tài sản ta có, khỏi những gì là sở hữu của riêng mình, khỏi nền văn hóa của mình, để chúng ta đi tới đất hứa. Và đất hứa của chúng ta chính là mầu nhiệm Đức Giêsu. Và khi chúng ta rời bỏ tất cả, chúng ta trở nên những người nghèo. Đức tin làm cho chúng ta thành những người nghèo, làm cho chúng ta thành những người xa lạ và liên kết chúng ta với Đức Giêsu.